Cherry đi mọi người ơi, ăn cherry đi, cherry miễn phí nè, vào đây giải cứu cherry nha. Nó ngon, nó ngọt mà nó giòn lắm lắm luôn á. Hôm nay em đi cái vườn này nè mọi người, thì từ Linh Đình lái xe xuống đây thì khoảng 2 tiếng, nó gần với cái chỗ Bắc Hào hôm bữa, hoặc là khoảng 20 phút nữa là từ chỗ này là lái xe tới cái chỗ Bắc Hào hôm bữa em đi nè, nên là tiện lắm. Mà bây giờ mình tới nơi sau khi mình gửi xe rồi thì mình phải vào đây lấy những cái giỏ nha, nhà vườn họ cung cấp cho mình cái giỏ để cherry chứ không có được để trong cái túi ba lô của mình đâu. Chào mừng mọi người đã đến với kênh của Sarah Nguyễn Cuộc Sống Lanh Đành nha. Thì hôm nay cuối tuần thì em sẽ dẫn cho mọi người đi tham quan vườn cherry này ăn đã luôn nha. Xin chào mọi người. Cherry home. Ngon không? That's very sweet. Ok, vậy ăn đi. I like it. Ok, ăn đi. Kìa, mọi người nhìn kìa, đường mà vườn nè, quá trời chim cò luôn nè. Thấy bình yên chưa? Bên kia có bé Tây xinh đẹp đang chờ mình kìa. Cái vườn cherry này nè, mọi người thấy nó rộng không? Đó, để quay hết một vòng cho mọi người xem nha. Ồ, cái này không biết rộng bao nhiêu luôn á, nó rộng dữ lắm luôn á. Đó, tỉ 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 ngoài kia luôn kìa. Ngoài xung quanh luôn. Nó quá trời luôn. Đó, thấy nó rộng ghê chưa? Vào mùa hè nếu mà mọi người đến nước Anh chơi thì mọi người đi nên đi hái cherry này nha. Tại vì cherry này á là nó tươi ngon nguyên một cái vườn vậy nè, sạch lắm, không có thuốc gì đâu, mình có thể hái ăn tại chỗ luôn. Thấy không, quá trời cái cây trái sum sơ luôn á. Với lại mọi năm trước là mình vào không có tốn tiền phí vào cổng á, nhưng mà năm nay mình vào cũng không có tốn phí, nhưng mà nó bắt mình mua trước cái này. Mấy năm trước thì không có mua, nhưng mà năm nay thì phải mua trước. Giống như một cái nhỏ này nè là 10 pound khoảng 300 ngàn, còn cái lớn này là khoảng 20 pound là 600 ngàn. Thì mình vào mình có thể ăn bao nhiêu cũng được hết tùy mình à. Nhưng mà mình hái đầy này về tại vì mình cũng như mình trả tiền trước rồi. Ngọt ống luôn không? Wow, you tried to get a big one. Yeah. It's really tasty. Ngọt lắm luôn á. Quá là trái luôn à. Với lại mình hái á là mỗi một cái cây như vậy nè, mình nên thử một vài trái khác nhau coi nó có ngọt hay không. Tại vì có khi á, có cây nó ngọt, có cây nó không có ngọt á, nên mình phải thử trước. Nó quá trời luôn. Và khi mình hái cherry á thì mình nhớ là hái luôn cả cái cuốn như vậy nè. Đó thì nó mới giữ được lâu. Còn nếu mà mình hái như vậy không nè là nó mau héo lắm á. Looking the big one. Big one is more sweet. Big and red. Nhưng mà cũng hơn xôi à. Tại vì tùy cây thôi. Một cây nó có nhiều màu khác nhau á. Tại vì tùy theo độ chín của nó. That's really good. As I said, big and red. Nó quay bự. Nó quay bự hơn chín mùi. Yeah, that one, yeah. Vào đây á là tha hồ ăn luôn, ăn bao nhiêu cũng được hết. Qua wow, nhìn cha kia nó hái kìa.
Cái vỏ này 10 đồng nè, nên là họ hái bao nhiêu cũng được hết, là mình gói trong cái vỏ của mình đó. Cái họ hái quá trời luôn không? Nãy giờ mình lo ăn thôi, mình chưa hái được nhiều á. Ăn tại vườn thì thôi đi, nó ngọt ơi là ngọt luôn. Không còn từ nào mà diễn tả nó ngọt mà nó ngon mà cảm giác nó thích thích lắm luôn. Nè mọi người nhìn cái cây này nè. Nhìn nó không có khác gì mấy cây cherry khác ha. Trái nó cũng nhiều lắm á, nhưng mà mình ăn nó không có ngọt, không biết tại sao nữa. Tại có cây ngọt có cây không ngọt á, không biết sao nữa. Nhìn cái màu nó cũng giống như nhau à. Nên là lý do tại sao mà mình thử cây nào mà ngọt là mình tranh thủ mình hái cho đầy vỏ, rồi sau đó mình đi chơi vòng vòng rồi mình ăn, mình thử. Đã không? Nhìn giống như là cây cherry ở Việt Nam chứ ha, nhìn giống thiệt ha mọi người. Nè, giống. Khi mà mình làm biến hái xuống ăn á, mình có thể ăn cầm nguyên một chùm trên cây gì mình ăn được luôn. Ngon dễ sợ luôn. Ôi this tree is very nice. It's really nice. Really? Yeah. Rất là bự ra. Wow, cái này nhiều trái bự ghê luôn à. Wow, quá trời luôn à. I told you. Yeah, thank you. Wow, cây này trái nhiều lắm luôn á. Tranh thủ bẻ, nãy giờ toàn tám chuyện với ăn không mà chưa bẻ được cái nào hết á. Mà mình hái không hái thì họ cũng tính tiền mình hết rồi. Tại vì hồi nãy mình trả tiền là 20 thao cho cái hộp to này. Mình muốn để bao nhiêu cũng được, trong cái một hộp này là được. Nên mình để dung cao thì cao lên cũng được. Wow. Cây này nhiều trái chín. What are you doing? Nothing. Picking the cherries. Oh, you want the earring, my cherry? Yeah, natural one. Oh, natural one. Nó muốn đeo cái hoa tai của những cherry kìa. Lúc nào vậy hết á, đi ra tỉnh. Thích đi với mấy người bạn á. Vẫn như hai người cũ. Đi vui lắm, không có chán. Với lại có người lái xe nữa, nhưng mà đổi lại là phải nấu ăn cho tụi nó thì tụi nó mới chở đi. Hi, do you want some cherry? Shall I give it to you? Come on, man, you deserve that. Look at that! Look at that! Mà bên này gọi là vạch lá tìm cherry á. You can hold it. Okay, I'll hold that. Thank you. Oh, these are mine. Don't take off. My one. No, my one. Wow, it's a big one. I want to dump my one. Go now, that's mine. Oh, yeah. You did it, man.
ở dưới ông đã, giờ leo cây lên ăn kìa. Nhìn hai đứa nó leo lên cây vừa ăn vừa nói chuyện à. Ăn ở dưới không đã, bây giờ leo lên trên cây ăn à. Tại thường á là mọi người chỉ ăn mấy cái trái ở phía dưới này không nè. Đó, giống như tại vì cây nó lùn lắm. Đó, ít ai leo lên cây á. Đó, bây giờ hai thằng leo lên cây. Nó ngồi trên đó ăn kìa. Ok, one second. Hi, now we can go order play. Spend too much time here. So how much you touch there? That was I good Wow, so lovely. Thank you, very good. Ôi ơi, nhìn mấy trái nó hái ở trên đây nè. Toàn là trái bự bự không à, mà ngon dễ sợ luôn. Tại vì dưới thì người ta hái hết. Xuống nhanh đi, đi luôn. Do you need help? You need help? Do you want some time? Nè, mọi người có thể nhìn thấy nè, một cái cây như vậy nè, mà giống như là không còn cái chỗ nào trống luôn á. Toàn trái không là trái luôn. Tại vì trái này nhìn nó quay vô video nó nhỏ nè, nên là mình nhìn không có rõ. Chứ ở ngoài là wow, nhìn thấy mê luôn á. Không có chỗ nào trống hết. Trái không à. Cái này giống như là mình đang tu luyện giữa rừng cherry á. Đã không? Xung quanh nè, toàn là cherry với cherry không à, quá trời luôn. Đó, mọi người nè, dắt gia đình đi ra đi chơi. Có thể ở đây nguyên một ngày cũng được nữa. Tại vì nó mát lắm, với lại ăn ăn đã luôn á. Thôi mấy đứa con nít nó chạy giỡn sùm hết nè. Cái khu vực này á là giống như là mấy cái cây này là cây lâu năm hay gì á, nhìn thấy nó bự một tí, nó cao một tí ha. Một tí mình qua cái khu vực bên kia á là cây nó lùn tịt luôn à, nó lùn hơn nữa nhỏ xíu à. Nhưng mà bây giờ ăn cái khu này trước cái đã. Nó nhiều khu á. Vô đây ăn mà no luôn á. Một mùa hè đi ăn chừng 2-3 lần là sợ cherry luôn rồi. Rồi tới mùa hè năm sau mới ăn tiếp nữa. Nếu mà mọi người muốn trải nghiệm cảm giác làm người nông dân đi hái cherry á thì đi nha. Nông dân mà làm nghề này là thích lắm á. Tại vì á mình được ăn đã luôn. Nghĩ nó enjoy lắm. Nhiều lắm. Giờ mấy em cái nào. Lần no rồi đó. Giờ đi qua bên kia đi. Now we can go all the way á. Let's go. Yeah. Let's go. Okay, let's go. Nè, bây giờ mình sang những cái luống khác rồi nè, nhìn giống nhau hết à. Thôi giờ tranh thủ ăn nhanh, hái nhanh về, trễ rồi. Nhìn thấy nè, đã không? Đó, đã chưa? Nè, cây này nè. Wow, nhìn nó có vẻ già cỗi vậy thôi nhưng mà trái quá trời luôn nè. Nè, xum xê luôn. Wow, đã chưa? Nè, bên đây nữa nè. Wow.
Nè, thích chưa? Và khi mình đến vườn cherry rồi á thì mình phải chụp vài tấm là bạch lá tìm sâu ở lọn bạch lá tìm cherry nha. Và sau đó là giống như là kiểu mà mình hững hờ á, giống như là nhẹ nhàng như đó. Vậy thôi. Nè, quá trời hái luôn à. Oh, nó lấy ông anh kìa, không thấy hả? Nó ăn cắp kìa. Hey, you stole from me. Nó ăn cắp kìa. Ờ, nhìn mặt chị mình ăn cắp cho đi. I'll just run it, it's good. Yeah. Mọi người thấy không? Có hai bạn này sướng không? Đi đâu cũng được hai bạn này chở đi hết á. Đi hầu như là gần hết nước Anh luôn á. Đi đâu cũng hai bạn này lái xe chở đi. Với lại hai bạn này cái gì cũng làm cho hết á. Giống như là đi hái cherry nè. Em toàn mê tắm chuyện không mà. Với lại em đi chụp mấy cái ảnh đi tìm mấy cái cherry vui thôi. Nhưng mà cuối cùng là hái đầy cũng là mấy cái bạn này. Nếu như mà ai gần gần thì đi chung cho vui nha. Đi chung cái này là bao vui luôn. Thái hai nữa rồi kìa. Nè, bây giờ đã gần đầy ba cái này rồi nè mọi người. Thấy ngon không? Bây giờ về không biết làm món gì cho ngon nữa. Tại ăn bây giờ nó no lắm rồi. Với lại nó cũng ngán luôn rồi. Quá trời luôn. Ai ăn phụ đi. Và bây giờ thì mình cũng đã hái đầy ba cái giỏ cherry này rồi. Và video của mình cũng kết thúc tại đây. Thì nếu như mọi người yêu thích cái video này, vui lòng ấn đăng ký kênh ủng hộ em nha. Bye bye và hẹn gặp lại mọi người. Bye bye. Bye rồi, mình sẽ say bye bye mọi người. Bye bye mọi người. Hẹn gặp lại. Hẹn gặp lại. Well done. Bye bye. Bye bye.